vừa trái cây này nữa. Mở tay nè. À, giá hoa năm nay thì nó cao hơn mọi năm rất là nhiều. Nguyên nhân là lý do là giá hoa năm nay là bị nguồn cung nó bị hụt. Năm nay dịch bệnh nó làm cho các cái nhà cung cấp họ không có dám xuống giống. Nên là tới khi mà tới lễ xảy ra cái là bây giờ là hoa nó bị thiếu. Nhưng mà nghịch cảnh cái là hoa nó bị thiếu nhưng mà cái nhu cầu của người dân mua thì lại rất là thấp. Thì có thể là tình hình năm nay là tài chính nó bị thu hẹp lại. Đó, nên mọi người ít mua hoa hơn. Mọi năm là như bây giờ thì đã rất là đông rồi, chứ không phải vắng vắng như thế này đâu. Mẫu hoa năm nay thì nó đa dạng hơn mọi năm. Vì năm nay thì do cái tình hình dịch bệnh nên cái hoa trong nước của mình nó thiếu, nhưng mà cái hoa nhập á thì giá nó ổn định, nên thành ra là cái hoa nhập nó về nhiều hơn. Đó, hoa nhập khẩu á nó về nhiều hơn, thành ra là cái hoa mà lên hình lên dáng á, nó sẽ ok hơn.